Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X-News ngày 16 tháng 4. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Các bạn thân mến, vào tối hôm qua thì Apple đã chính thức ra mắt chiếc iPhone SE 2020 trong thầm lặng với chỉ duy nhất một video trên kênh YouTube của hãng. Về cơ bản thì những thông số trước đó được dò dỉ trên chiếc smartphone này là hoàn toàn đúng, với một ngôn ngữ thiết kế gần giống so với iPhone 8. Cùng với đấy, hệ thống camera của chiếc máy này sẽ được cải tiến hơn với nhiều tính năng nổi trội đi kèm như quay phim 4K 60fps và sở hữu một mức cấu hình vô cùng mạnh mẽ với con chip Apple A13 Bionic ở trên thế hệ iPhone 11. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng sở hữu một mức giá khởi điểm khá rẻ, đó là $399 cho phiên bản 64GB, khoảng 9,5 triệu đồng, và chúng ta sẽ có 3 tùy chọn màu sắc khác nhau. Tuy nhiên, không lâu sau khi chính thức ra mắt thì mức giá dự kiến dành cho mẫu iPhone SE 2020 đã được công bố bởi một số nhà bán lẻ trong nước. Mặc dù được mệnh danh là mẫu iPhone giá rẻ, tuy nhiên mức giá dành cho chiếc iPhone SE 2020 tại thị trường Việt Nam có lẽ sẽ dập tan hy vọng của nhiều người dùng khi mức giá dự kiến cho phiên bản bộ nhớ 64GB lên đến 11,9 triệu đồng và sẽ cạnh tranh với rất nhiều những smartphone nằm trong phân khúc cận cao cấp. Vậy các bạn nghĩ sao về mức giá này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé! Các bạn thân mến, có lẽ với những động thái ra mắt chiếc iPhone SE 2020 vào ngày hôm qua, thì hôm nay Apple đã chính thức khai tử hai mẫu iPhone khác, đó chính là iPhone 8 và iPhone 8 Plus, và chính chiếc iPhone SE sẽ thế chỗ cho chiếc iPhone 8 và iPhone 8 Plus trở thành mẫu iPhone giá rẻ nhất của Apple. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu khi so sánh với iPhone SE mới. iPhone 8 sở hữu một thiết kế tương đồng nhưng thua thiệt về toàn bộ các yếu tố còn lại như hiệu năng, camera hay thậm chí là một số công nghệ khác. Thậm chí iPhone 8 còn được bán với mức giá $449, cao hơn cả mức giá $399 ở trên iPhone SE 2020. Vì vậy, không có một lý do gì để chiếc iPhone 8 tồn tại song song cùng chiếc iPhone SE mới. Tuy nhiên, câu chuyện lại có phần trái ngược đối với chiếc iPhone 8 Plus, phiên bản có kích thước to hơn của chiếc iPhone 8 với màn hình 5,5 inch. Khi iPhone 8 Plus bị khai tử, nhưng chúng ta sẽ không có bất cứ một phiên bản iPhone SE Plus nào để thay thế chiếc smartphone này cả. Thông tin thứ ba trong bản tin ngày hôm nay sẽ đến từ flagship cao cấp nhất của OnePlus, đó chính là chiếc OnePlus 8 Pro. Khi chiếc máy này đã xuất sắc vượt qua bài test độ bền với dao, kéo và bật lửa của YouTuber Zerric Everything. Với bài test đầu tiên thì giống như nhiều mẫu smartphone hiện tại, màn hình của chiếc OnePlus 8 Pro bắt đầu xước ở những vật có độ cứng ở mức 6 và trở nên nặng dần hơn ở mức 7 trở đi. Tuy nhiên, phần cảm biến vân tay quang học vẫn có thể hoạt động rất tốt bất chấp việc màn hình của chiếc máy này bị xước. Với bài test phần khung viền thì chiếc máy này hoàn toàn có thể bị cạo mất phần lớp mạ một cách khá dễ dàng. Còn ở bài test hơ lửa, màn hình của chiếc máy này đã bắt đầu xuất hiện những điểm ảnh chết màu vàng và không thể khôi phục lại do bị hơ lửa quá lâu. Và cuối cùng đó là bài test thử bẻ cong OnePlus 8 Pro. Sau hai lần thử cả hai phía của chiếc máy này thì OnePlus 8 Pro vẫn không thể bị bẻ cong với tay không. Như vậy, với mức giá $899 cho phiên bản cấu hình thấp nhất và $999 cho phiên bản cấu hình cao nhất thì đây là một kết quả mà người dùng mong đợi, khi máy hoàn toàn có thể vượt qua được hết các bài thử nghiệm của YouTuber này và cho thấy một độ bền khá tốt. Vậy các bạn nghĩ sao về độ bền của chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment nhé. Thông tin tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ là một tin vui đối với những ai là fan Sony, khi flagship kế thừa chiếc Xperia 1, đó là chiếc Xperia 1 Mark 2, sẽ chính thức được mở bán vào cuối tháng này. Điểm qua đôi chút về thông số thì chiếc Xperia 1 Mark 2 sẽ sở hữu màn hình OLED 6,5 inch, độ phân giải 4K. Bên trong thì chiếc Xperia 1 Mark 2 sẽ được trang bị con chip Snapdragon 865, 8GB RAM và bộ nhớ trong 256GB cùng viên pin với dung lượng 4000 mAh. Ngoài ra thì chiếc máy này cũng được trang bị một hệ thống 4 camera bao gồm một cảm biến TOF và 3 camera đều có độ phân giải 12MP, hỗ trợ những tính năng chụp ảnh khác nhau. Đáng chú ý hơn, ở trên chiếc smartphone này vẫn sẽ giữ lại cổng tai nghe 3.5mm và ngoài ra chúng ta sẽ trang bị hệ thống loa kép và tính năng DSEE Ultimate. Công nghệ này sử dụng AI để tăng tần số âm thanh và tốc độ bit theo thời gian thực, nâng cao độ phân giải âm thanh, cùng với đó chúng ta sẽ có tiêu chuẩn chống nước và bụi bẩn theo tiêu chuẩn IP68. Còn về mức giá của chiếc Xperia 1 Mark 2 tại thị trường Tây Ban Nha sẽ là 1.200 euro. Tương đương khoảng 30,6 triệu đồng. Vậy các bạn nghĩ sao về mức giá của chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Thông tin cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về chiếc flagship sắp được ra mắt của Nokia, đó là chiếc Nokia 9.3 PureView. Khi chúng ta đã có những tin đồn cho rằng chiếc máy này sẽ được trang bị màn hình với tần số quét lên đến 120Hz cùng công nghệ camera ẩn dưới màn hình. Nếu như những thông tin trên được cho là đúng thì có lẽ chiếc Nokia 9.3 PureView sẽ được sử dụng màn hình với tấm nền OLED. Ngoài ra, theo một vài báo cáo mới đây thì bộ camera mặt sau của Nokia 9.3 PureView sẽ nổi bật với cảm biến chính 108MP do chính Samsung sản xuất. Và ngoài ra, đi kèm với camera này chúng ta sẽ có một camera với độ phân giải 64MP khác, có thể là dùng để zoom quang. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần comment nhé. Đây là thông tin vừa rồi, cũng đã là thông tin cuối cùng trong bản tin X-News ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe giúp chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo.